Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã cho phép thành lập cơ sở cách ly tập trung có thu phí tại khu nghỉ dưỡng Siva Hồ Tràm, xã Bưng Riền, huyện Xuân Mộc. Đây là cơ sở cách ly tập trung có thu phí đầu tiên trên địa bàn huyện Xuân Mộc được phép hoạt động. Khu nghỉ dưỡng Siva Hồ Tràm tại xã Bưng Riền, huyện Xuân Mộc có diện tích 27 hecta với đường bờ biển dài hơn 1,5 km, không gian thoáng đẳng, tách biệt với khu dân cư, đảm bảo tiêu chuẩn của cơ sở cách ly tập trung có thu phí. Cũng được sự hỗ trợ của Sở Du lịch, cũng Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Y tế và sau đó là Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cũng đã hướng dẫn chúng tôi rất là nhiều trong công tác mà đào tạo, huấn luyện nhân viên trong cách xử lý về những cái bảo hộ, những cái xử lý về lây nhiễm chéo. Thì chúng tôi dựa vào đó để chúng tôi huấn luyện nhân viên. Và hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị trên 100 phòng để mà phục vụ cho cái đối tượng là khách cách ly có thu phí. Thì mục tiêu của chúng tôi là làm sao để đảm bảo được cái 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 cái, cái an toàn cho cộng đồng và nhân viên. Mức giá áp dụng cho khách cách ly tập trung có thu phí tại khu nghỉ dưỡng Siva Hồ Tràm sẽ áp dụng theo quy định của ngành chức năng. Cơ sở cách ly này cho biết sẽ có mức phí ưu đãi dành cho những khách cách ly là công dân huyện Xuyên Mộc. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 14 cơ sở cách ly tập trung có trả phí, trong đó thì 11 cơ sở đã đi vào hoạt động, gồm 9 cơ sở tại thành phố Vũng Tàu, còn hai huyện đất đỏ và Xuyên Mộc, mỗi địa phương có một cơ sở.